Và theo lời yêu cầu, Thanh Vân sẽ mến tặng cho quý quan khách bài ca Tân Cổ được mang tên Bông Sen của Trần, soạn giả của Trần Nam Dân. Xin mến tặng cho quý khách thân mến. Đồng bông trong quê đón
việc phải đi xa, tình bạc muôn đời kiêu sa căm quê. Gió reo cười giữa ngày bình minh thắm tới sáng trong đất trời, biển rộng sông dài từ nay. Rất nhiều. Dạ vâng, xin được cảm ơn giọng ca của nữ nghệ sĩ Thanh Vân rất nhiều. Em xin tặng hoa cho chị ạ. Xin được cảm ơn chị, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Alo, hôm nay sinh nhật của hai cháu Út, Út Nhất, Út Nhị, con của nghệ sĩ Lương Hồng Huệ. Thanh Vân không có gì hơn, có lời ca tiếng hát mến tặng cho cháu. Mau lớn, giỏi nhánh, đẹp và dễ thương giống như Lương Hồng Huệ nha. Và Thanh Vân sẽ mến tặng cho quý văn khách trích đoạn trong vở tuồng Chiêu Quân Cống Hồ, hai câu giọng cổ. Ngâm thơ, cứ đờn nhạc thì dân ngâm thơ trên dòng nhạc nha, rồi vô Chiêu Quân, nhà Chiêu Quân. Cầm mít hỗ trợ, cầm mít cũng phải đối bên chứ, để hơi mỏi tay lên cơ, cầm đối bên cho nó đều nha mấy anh chị. Hốt đi chị ơi, lầm à, sao em có bà chị dễ thương quá ta, mày hờ nít bên đây xíu thật đó hả? Tàn ơn vậy là bên bự bên nhỏ chị ơi, hơi mỏi. Chiêu Quân, Chiêu Quân đừng dạo nữa cung đàn sầu ảo nào. Khi mưa chiều còn lạnh nhà mưa xa, ta đưa tiễn nàng sang Cống Hồ bán, mà nghe nghẹn ngàn cõi lòng.
Vậy là hết rồi hả chị? Em cũng mỏi tay lắm. Em mai chuột lên. Con đi tập gym nữa. Dạ.